chân cơ bản gạo tiền cho mọi người. À đấy ạ. Gọi là trưởng trưởng đoàn. Trưởng đoàn đấy. Trưởng đoàn Bắc Mê ạ. Trưởng đoàn Bắc Mê. À. Cô có một cái phim của đồng nghiệp của em ghi rồi, khi cô ở trong Bắc Mê, bạn Huyền Trang. Đúng không ạ? Người cô giáo. Đúng rồi. Có một lần bạn đồng nghiệp của em có ghi cô rồi, ghi hình cô đúng không ạ? Học trò của cô là có cả bác sĩ rất là giỏi. Không, đấy là cô Vân. À cô Vân. À cô quên đấy, đấy là cô Dung. À cô Dung. À đẹp. Không. Để em nhận. Rồi tí chị ấy cái bạn đấy em tí có gì thì em gửi cho thầy giáo. Cô chị cũng là Bắc Mê à? Không. Bắc Quang. Đấy. Dạ. Xong bây giờ là em ở đâu? Em ở trong này luôn. Thể thao gắn kết người không may mắn, một người đến với nhau và họ rất là bất ngờ vô tư thi đấu những nội dung kinh nghiệm. Hôm nay gặp nhau như là một đã đại hội vậy. Bổ lên thành một bài hát. Bài hát à? Gì? Bài ca người mẹ bảo đi uống bia chẳng em mất hai chị em ạ. Đồ đi đâu? Chị bây giờ phải đi tìm người chứ. Về đồng đội gì không? Em đây cái bọn em đang phải nhìn kia. Để giành được thành tích cao hơn nữa. Mơ ước của em Hải đây là được hai cái huy chương vàng. Anh lại nhầm tên điện. Ai rồi? Em Thủy. Hai huy chương vàng để mua cái xe máy. Còn huy chương vàng để mua. Có ai cấm nước ao của mọi người đâu? Đồ chơi cho vợ, đồ cho con. Hai huy chương vàng có 20 triệu để cho con gái đi học. Như thế nào ạ, thầy cấm? Tức là ước mơ Thanh năm nay hai huy chương bạc thô làm gì lấy huy chương vàng. Hai huy chương vàng để có khoảng 20 triệu. Không ai cấm mơ cả. Cứ ước em năm nay em chỉ ước cái bạc thôi. Không, mình phải vượt qua đi, năm ngoái mình đã có huy chương bạc rồi. Thì năm nay phải ước huy chương vàng chứ lại còn bạc nữa. Vẫn ước cái bạc thôi. Thôi ước thì chỉ cứ ước cao một tí là có làm ai đánh cấm gì đâu. Thuế đâu. Thật ai đánh thuế đâu. Hai cái nếu bạc thì là nếu ước thì cao lắm. Nếu mà ước thì giúp con gái đi học bác cái vàng nghề neo. Vâng. Xăm chỗ. À, xăm chỗ à? Con gái chị đang học lớp xăm chỗ. À, đẹp. Vâng, thi đấu. Bây giờ đang cần 20 triệu. Thế cố gắng phấn đấu lên được. Thất mà đấy. Đấy. Tức là được 20 triệu là đi học cho con là đi học nâng cao rồi đấy. À đấy ạ, là đủ rồi chị. Vâng. Là. Phương. Ao ước của em cũng đang muốn cho con em đi học đấy. Con hả? Con em cũng đang đi uống điện thoại trên mất rồi Long ạ. Sao em mất hả? Mất trên điện thoại bên trái là em bị dập rơi xong là em mua cái mới. Long cho chị số đi. Bắn nếu như chị được hai cái huy chương bạc thì con của chị phải thêm 9 triệu nữa là đủ 20 triệu. Vâng, tức là thêm 9 triệu nữa, 20 triệu và thêm 9 triệu tức là tổng là ý là nếu như mà được hai cái huy chương bạc chỉ được 11 triệu thôi. À đấy ạ. Thì mai ấy ở đâu nhỉ? 9 triệu nữa mới đủ 20 triệu. Mai thêm 9 triệu nữa. À thế là hai cái huy chương bạc thì được cộng cả hai cái vào thì được 11 triệu. 11 triệu đúng rồi. Thì con chị vẫn phải thiếu 9 triệu nữa. Đó. Cô ơi! Cô Huân ơi! Nếu mà được 3 cái huy chương bạc thì con chị cũng phải thiếu nhiều. Này, cháu Tâm nhìn ngon thế đấy nhá. Nếu được 3 cái. Này, vâng. Cháu nhìn thấy là cô là léo phát nào ăn phát đấy đi nhá. Em chỉ cần 3 cái bạc thôi, 3 cái bạc cũng đủ. Ném cắm đấy là gần đủ cho con em đi học. Mà ném trượt xa mà trượt nó không bằng. 3 năm 15, 16 triệu 500. Ừ, đây nhìn kiếm năng là 16 triệu đi thì con chị vẫn còn thiếu 4 triệu nữa mới đủ tiền đi học nâng cao. Là chúc chị sẽ cố gắng và đạt được thành tích rất là cao để đạt được ước mơ và đưa đủ tiền để cho cô Huân ơi, Long ơi, cô con gái đi hỏi anh Hà về xong rồi là tặng. Nhưng mà chị vẫn ước muốn là em giúp chị một tí để chị có tiền đi bên Sài Gòn được không ạ? Ok thì bắt tay đi nhá. Vâng, chị
cho dù ít cũng là một lòng về cho lòng tốt của em nhá. Vâng, chúc em thi đấu giúp chị nhá. Quý vị và các bạn thân mến, đây là những cái tâm sự thật của vận động viên rất thật chị Phương là đang đấy nói lên một cái rất là thật. Vâng, chúc chị sẽ hoàn thành và thi được kết quả cao nhất trong kỳ thi này nhé, trong kỳ đại hội này. Vâng. Chào chị. Chào tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, những cái điều ước mơ đôi khi chỉ là rất là đơn giản thôi, nhưng nó cũng là một cái rất là sự nỗ lực rất lớn của cá nhân bản thân họ. Và xin chúc được chúc chị Phương và những vận động viên khác của đoàn thể thao khuyết tật Hà Giang sẽ thi đấu đạt rất là đạt nhiều kết quả cao để một phần nào đó giúp được cái những ước mơ của chị và cho gia đình chị. Xin chào tất cả các bác và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi, và hẹn quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của Phúc Vàng nhé. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Phúc Bằng. Và hôm nay thì chúng ta lại giao lưu với các cô chú anh chị, đến giao lưu thể thao người khuyết tật toàn tỉnh. Ngày mai là diễn ra nhỉ chú nhỏ? Vâng, mai. Chú ở đoàn nào chú? Xuyên. À, Vị Xuyên. Vâng. Chú chơi môn gì ạ? Tạo lào ấn đĩa. À thế ạ. Vâng, vâng. Hôm nay là ra làm quen với sân đúng không ạ? Vâng. Vâng, đây, chú ở Vị Xuyên. Rất nhiều những vận động viên đang làm quen với sân. Và bây giờ thì chúng ta cùng làm quen với các cô chú nha. Em với chị nào? Ui, bày xe. Chị đứng em ngồi. Cùng xem cô nào. Nào. Cô ở đoàn nào cô? Cô ở đoàn nào cô? Đoàn của Quang Minh. À Quang Minh ở từng quay nó bọn cô ném đi đâu đi đấu đi tí con. Được. Đã đi thi đấu. Đã thi đấu là hay rồi. Này cái gì phải cho vào tay gì mày nhỉ? Vượt tay đây. Ở nhà có ném không cô? Không. Ôi trời ơi. Thế lên đây cô mới tập ném thì phải tập ném nhiều. Có. Lên tập đi. Là... Thế cô chị ba cùng chị tập mấy phần? Chục phần. Bay thôi. Quá đẹp. Hôm nay tập ném thật chán. Ném điện. Nào vâng, em chào chị Phương. Vâng, Phương vừa ném rồi, bây giờ đến chú ở đoàn nào chú? Đoàn Vị Xuyên. À Vị Xuyên nhiều nhờ. Vâng, chị. À đây ạ. Vâng. Rồi. Tránh xa đã để về đã. Buổi chiều nay anh em ra đây nó về đi anh. Nó biết. Nào. Không có bay vào đâu. Không có trượt bay vào đâu. Chưa ném bao giờ đến nguy hiểm đấy. Không căn được tay. Ai là hết rồi. Đem đỏ ra rồi. Hôm nay là đại hội. À, mai ạ. Không, hôm nay là đại hội thể thao. Đại hội thể thao. Vâng. Vâng. À, anh tất cả các anh em vận động viên các huyện lên nghỉ ở khách sạn Hoàn Hảo. À, chị Thanh có một bài thơ rất là hay. Chị Phương. 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 Tay mai đến chơi khoan cùng cô giáo tên gì cứ đứng lại thì bắt đầu quý phải được 5 mét chứ không phải là đang ngồi chị ơi tìm đi cơ được chú ở đoàn nào chú Xuyên Vị Xuyên à và chú ném tạ vâng à dạ vâng vào chạy chạy chú tìm đi cơ ba môn đếm kiểu nó là phạm quy ở Vị Xuyên chú ở chỗ nào chú tôi thị trấn Việt Lân à thị trấn Việt Lân vâng vâng đấy là chú chú chơi môn gì chú à tôi nghĩ là đa môn dạ đa môn vâng vâng tức là nội dung nào chú cũng tham gia vâng
À đấy ạ, và thủy đâu nhỉ, nó chả tập cái gì nhỉ. À đấy kia. Thì chị qua bên đấy, bên đấy tập đi. Tập tạ thì biết đẩy tạ rồi, bây giờ qua bên tập nào. Em ở đoàn nào? Sophie. À Sophie à? À Sophie ra đông không? Hai ba người đấy á. À, rồi, lại ném ngược lại á. Vâng, mấy anh kia tập đấy. Đi. Chào anh. Anh có tham gia không? Có. À thế à? Anh chơi cho thành phố à? Anh quốc gia. À quốc gia, à quốc gia thì không được thi đấu ngày mai nhỉ? Vâng. Thì là ấy đó. Ghi là nó cho không cho người ta chạy hết. Đúng rồi. À, chúng ta cùng với các cô sang bên phần nội dung thi ném lao. Vâng, cứ quay các cô cho mấy người không nhá. Vâng. Vì ở nhà các cô không hay có ném cái gì đâu, chỉ cày cấy thôi. À thế ạ, nhưng mà cấy giỏi đúng không ạ? Cấy giỏi, ném không được. Vâng, ném cũng được. Ném thì bó tay rồi. Cấy thì cấy giỏi lắm. À, các cô là đến từ Quang Bình ạ? Vâng ạ. Vâng. Nếu bây giờ mà thi cấy thì các cô thi giỏi đấy. Vâng. Những vận động viên là làm đi cấy rất giỏi. À ném lao thì lát nữa thì các cô thoải mái tập là bật đi là được. Chào các anh các chú nhá. Em ở đoàn nào? Em ở đoàn nào? Đoàn huyện Quản Bạ. À Quản Bạ mình à? Xã nào đây? Xã Cán Tỷ. Xã Cán Tỷ à? Xã Cán Tỷ ở thôn nào? Đầu cầu 1. Đầu cầu 1. Đầu cầu 1 luôn à? Vâng. À đi ạ. À xem nào. Xem em tên gì nhỉ? Em tên Chứ ạ. Chứ à? À xem Chứ nhá. Em Chứ nè. Rồi. Ui giời. Tốt đấy Chứ ạ. Phải 15 mét. Chắc như thế được. 15 mét. Tốt đấy. Chắc ném chỉ 10 mét này. Thế à, nào. Ui ui. Cái này bán xa nhỉ? Xa nhưng mà phải cắm. Nó phải cắm à? Không phải đi. Cái cắm là cái khó. Cắm. Không cắm rồi. Như này nó vẫn tính. À thế. À cái này cắm. Cắm rồi. Đấy. Đấy. Đây nội dung nào. Nó phải cắm đầu xuống. Đúng rồi, nó phải thi mệt. Nó không cắn thì nó không khả thi. À. Đúng rồi. Cắm thì là nó mới được có quyền ném tiếp. À thế à? Không cắm là không có quyền ném tiếp. À thế ạ. À? Anh ở đoàn nào? Anh ở đoàn Bắc Quang. Bắc Quang. À mà. Bắc Quang năm nay đông không? Năm nay có mấy người? À mấy người. Rồi. Anh thi nội dung ném lao với cái gì nữa? Không, anh thi ở đâu rồi? Anh thi chạy thôi. À thế. Đấy là anh có vui. À thế à. Vâng. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Anh ném ra hết sức xem nó sao bao nhiêu nào. Đấy anh ném khỏe lắm mà. Tôi chơi hết sức cho. Đấy cầm ra một tí nữa. Xong phía đấy. Đấy ném. Ôi cắn rồi đấy. Tốt đấy chứ ạ. Cầm chắc không? Cầm chắc tay cơ à. Vẫn không thua. Nhựa được rồi đấy. Anh ăn thua luôn. Đang ném như thế. Ném như thế là ok đấy. Đấy. Ui ui, anh 10 mét. Anh này xa rồi. Cẩn thận chạy chạy. Trước nó 25 mét. Anh ở đoàn nào? Anh ở đoàn nào? Sophie. À Sophie. Vâng. Là ném xa phết. Đi khoan mình ấn xuống này. Đi rồi, cắm cái này nữa nhá. Cắm được. Tính kì gần được. Gần tính ạ. cắm thì cũng được. Nhưng mà phải tính xa hơn chứ. Bay là xa không tính. À đây à? Nó trượt thì không là không tính. Nó đặt ngang xuống là không có vết, cắm là không tính. À, thế phải là cắm à? Không có vết. Tưởng là cứ xa là được. Nó phải có cái vết thì cắm chân ném nó đi thật nó xa luôn rồi. Nó phải tính cái đầu này nó cắm này. À, chúng ta đến với nội dung các cô nữ này. Thế nó mới là khó. Cháu chào các cô. Vận động viên tụt quần. Em đùa anh nhanh lên. Sao lại động viên tụt quần? Đây đấy cô. Đấy. Ây dạ. Ây. Cắm rồi đấy. Ây da, sắp cắm rồi cô ạ. Cắm mấy đèo. Từ từ đó cô ơi. Từ từ đó để em. Để hết lao đã. Chạy đúng rồi lên. Ây da, cắm rồi. Sắp.
thế này sát nó vẫn tính mà. Cắm không cắm nó có tính miếng thôi. Cắm như thế có vẻ đất là được. Còn chơi làng càng trên cắm trên nó có tính đâu. Hả? Đây 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 mới cắm. Như thế cắm trên máy đó. Cô là ở đoàn nào cô? Băng Mê. À cô ở Băng Mê ạ. Cắm về chỗ đất thì chịu rồi. Đấy. Cô đến từ Băng Mê. Cô này ném giỏi lắm. Ném xa phết. Là. Cô này ném giỏi ngày mai không biết. Cắm rồi. Cắm rồi. Cô cắm rồi đấy. Cô tránh ra kìa, kia hết lao đây này. Ôi, đầu không cắm đít lại cắm. Ở nhà cô có hay ném cái này không cô? Không, chưa ném bao giờ. Chưa ném bao giờ? Sao cô ném tốt thế? Lần này đang đầu tiên đấy. Lần đầu tiên à? Cố lên cô nhá. Cô được huy chương vàng là đi thi đấu toàn quốc đấy. Cắm rồi. Đấy, cắm rồi cô ạ. Giỏi đấy cô ạ. Vẫn không ở được. Như thế là được rồi mà cô. Như thế là tính rồi. Người về đã. Người về đã. Từ từ nhá, từ từ. Đây ném đã hết đã rồi, từ từ. Úi giời ơi, không được đâu. Cắm mọi người đấy. Cắm rồi, cái này tính này. Tốt quá cô ạ. Rồi rồi, cô cắm đây là tính này. Rất tuyệt vời. Kém ném bổng lên. Ném bổng lên thì nó sẽ cắm. Ném bổng lên chúng ạ. Vâng, vâng. Như cô kia là ném rất tốt này, vừa xa vừa ném bổng lên, nhưng mà cô ném cái đầu kìa, cái đầu này lên cao, cái đầu đó, đầu đít nó thấp xuống. À, kiểu này đấy, cắm rồi đấy, kiểu này à, cắm cái bổng. Vâng, xuống này đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, thấp cũng được, ngắn cũng được, nhưng mà nó cắm. Đấy. Cô đừng để nó xoay. Cái này phải đi tầm 3 bước nó mới có đà. Em cứ ném kiểu đấy, cũng mà ném cả ngày 3 bước mới ném à? Bước thứ ba là bắt đầu. Đấy, cô ném tốt đấy. Cô ở đâu cô? À, cô Su Phi à? Ở nhà cô có hay ném lao không? Không, chỉ cái trồng ruộng các thứ làm thôi. Không ấy đâu. Vâng. Là nương, là ruộng thôi. Vâng. Không ném bao giờ. Nhưng sao cô ném giỏi thế nhỉ? Đấy, ném cắm như thế là mai cô có giải rồi. Chả biết ngày mai nó có cắm được thế không? Cô cứ tập đi ạ. Ôi dồi ôi, tuyệt vời đấy. Cô ở Băng Mê đã cắm. Rồi từ 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 từ. Từ từ chị ơi. Để cô ấy nắm. Đấy. Lại. Cô tên là gì cô? Huân ạ. Cô Huân. Cô ở thôn nào của xã nào của Băng Mê? Xã Yên Cường ạ. Yên Cường. À. Chỗ cái nhà Cờ Lao đấy hả? Hả? Yên Cường là chỗ Cờ Lao ấy nhỉ? Phải không nhỉ? Dân tộc Cờ Lao ấy. Dân tộc gì cũng có. À, đấy biết. À. Ừ. Vâng. Yên Cường là qua cầu đúng không ạ? Đúng rồi, qua vâng. Cầu vào ấy. Nếu mà nước cạn còn đi qua sông còn được mà. Được. Đấy. Qua sông mà. Vâng. Qua cầu đi. Cô tên là gì cô? Huân. À cô Huân. Và cô Huân đến từ tên con là Thiên. Thiên. Thế là mẹ Thiên. Mẹ Thiên đúng rồi. Rồi. Mẹ Thiên vừa, thưa quý vị và các bạn, mẹ Thiên vừa có cái cắm rất là đẹp từ lúc đấy đến giờ nào. Cô cháu mình đi lấy cái tiêu cái đi, đi. đi lấy cái lao. Cái lao. Vâng, ở nhà chưa bao giờ là ném lao, nhưng mà về đến tập một cái là đã cắm này. Đấy, bây giờ tập đến bây giờ mới biết đi đấy. Đấy đấy, rất tuyệt vời. Không thì không. Đôi giày mới sắm, rất rất trắng. À, bình thường ở nhà thì trồng lúa thôi đúng không ạ? À, rất khỏe. Làm thôi. Vâng. Cô lại tiếp tục ném một lần ném nữa xem nào, một lần lao xem nào. Đấy cô cứ thấp cái đấy như lúc cô làm ấy. Thấp đít xuống, đó. Lấy đà mạnh. Cắm tiếp rồi đây này, thấy chưa? Rất đúng kỹ thuật. Đấy chưa? Đấy. Cái để bắt cắm kìa mân. Đi. Cắm vô cái tường à. Từ từ để em gái kia đây. Ấy, cũng cắm đấy. Đấy. Sắp cắm đấy. Ném sắp đúng rồi. Để cái nâng nâng lại. Ừ. Em kia là ở đâu? Em này là Yên Đình đó. Ở Yên Định. Bây giờ Yên Định chứ mà. Cũng Băng Mê à? Băng Mê. À, rồi, đây. Băng Mê Yên Định. Cô ném rất tốt, như thế là ngày mai cô điểm rất là cao. Chả biết có được không.
rất khiêm tốn, em rất tốt. Tốt đấy, nó đổ đấy chứ, ném kiểu gì mà để cắm được đấy, như thế đấy. Mạnh lên, bắc mì à, đây cũng bắc mì à, ui sắp cắm. Em ở đâu? Quang Bình à, Quang Bình à, không cắm đâu. Quang Bình ở xã nào? Em ở thị trấn. Thị trấn nào? Yên, thị trấn Yên Bình. Vâng. À. Không cắm đâu. Không cắm. Không cắm đâu. Em gái ở đâu? Em ở Băng Mây à? Băng Mây ở chỗ nào? Băng Mây đấy. Em ở Yên Định. À, Yên Định à? Rồi. Không cắm đâu. Của em. Nhặt hết về đã, nhặt hết về đã xong. Phát kia ra, phát xa. Quá xa luôn. Có khi là dân còn cắm mà nhỉ? Xem cô Hân. Ăn rồi. Đấy. Ôi rồi ôi. Quá đẹp luôn. Bắn lung tung luôn mà. Đúng kỹ thuật đấy. Chú bắn lung tung luôn. Cắm đâu? Đúng rồi. Này à? Ôi ôi trời nắng rất chết. Tập nhiều ạ, ấy cắm này. Bạn ném đi. Rồi sắp trúng đấy. Sắp trúng đấy. Cắm đến năm đấy. Cắm các vận. Sắp cắm. Em lấy cái nào như là. Chúng ta cùng xem với các vận động viên Nam nhá. Cắm chưa? Cắm rồi. Cắm rồi à, thế là làm một lượt nữa đi sao nào? Anh ở đoàn nào anh? Anh là Bắc Quang. À Bắc Quang đấy, em hỏi được nhỉ? Ừ. Quyền. Anh ở đoàn nào ạ? Anh em Xúc Xì. Xúc Xì à. Làm lao vẫn. Ném đi. Đấy, từng người một nào. Ăn rồi. Úi dồi ôi, quá đẹp luôn. Cũng ăn. Rồi, xin nữa. Xin nữa quyệt vào cái cây cắm kia. Cắm này, đúng rồi đấy. Cắm này, ờ không. Anh ném đúng kỹ thuật này, với bạn kia ném chuẩn đấy. Anh á? Anh ném chuẩn. Để. Đây là anh mới tập đấy. Thế tham gia nội dung này nữa đi anh. Anh á? Vâng. Đừng. Để xem đã. Đăng ký luôn nữa. Như thế là ăn giải rồi. Anh nha, ui không ăn giải được đâu. Có ăn giải lắm em ơi. Có ăn giải lắm. Đăng ký này hay đấy nhỉ. Nhưng đấy. Mức độ là cứ đánh đi, anh đang đánh hay. Bởi vì là cái này là cái anh tập như thế mà anh đã ném được cái chuẩn này. Đấy, bạn kia chuẩn này. Đấy, bạn này ném chuẩn này. Chuẩn, thấy chưa? Ui giời. Làm một quả nữa đi. Anh đăng ký này đi anh. Anh á? Vâng, chắc chắn. Vừa xa vừa cắm này. Đấy, vẫn cắm. Đi. Gần cái gần bằng nhau. Em này. Đấy, cắm thế cơ mà. Em ở đoàn nào? Khu Chú Sán ạ. Sophie à? Không, Khu Chú Sán là huyện nào nhỉ? Sán này, sán à, sán sán của Su Phí. Là em chạy hay là cùng ném lao? Tôi chạy. Hả? Tôi chạy nhiều quá. À, chạy à? Ném cái này cũng được. Ném em ném chuẩn đấy. Nhưng mà anh này em khỏe này. Này chứ. Ok đấy. Ừ. Vâng. Nào tiếp tục đây. Sẽ nhìn anh ấy, nhìn anh ấy bạn là mình học theo. Đấy. Đấy, ăn luôn này. Ăn này. Cũng tính này, như thế là cũng tính này. Cái này không tính này, cái này không tính này. Cái này tính này, đấy chứ. Ném đúng là nó rất là đúng luôn. Cây đằng sau là quẹt đằng đất. Hơi thấp đúng không? Không
quệt cơ. Rồi. Tay ném hai cây được không nhỉ? Không. Làm sao anh ném được hai cây? À, kiểu gì ném được hai cây? Được. Cứ cầm này thì ném luôn. Ôi giời. Rất khỏe. Đấy, rất khỏe. Ở nhà anh có tập cái này không anh? Anh không. À thế à? Hôm nay là lần đầu tiên anh tập. Ồ, nhưng mà sao lại ném chuẩn thế nhỉ? À, thử thử hai nhá, từ từ đúng rồi, hai nhá. Hai cây xem nào có cắm không? Ui ui. Vẫn cắm, giỏi đấy. Vận động viên cứ đấy, anh mà cứ phong độ này là sẽ đi thi đấu toàn quốc ấy. Anh thì chạy. Chạy như đăng ký cái này đi. Đăng ký cái này đi. Chạy 20 44. Ừ, nhưng mà anh thì đăng ký thêm nội dung này này. Anh á? Vâng. Em ủng hộ luôn bởi vì em biết anh ném rất tốt. Thậm chí còn hơn nhiều người là bình thường tập còn không được. Như em là ném là không cắm đâu mà. Ừ, em nói như nào? Thật, em ném không cắm đâu. Cái này để thử xem này. Cho anh ấy một thử xem. Anh này hai tiêu một phát à? À một lần đó. Anh ở đoàn nào anh? Băng mây. À băng mây à? Băng mây có cái cô Hiền bên kia ném tốt phết đấy. Cắm nhỉ? Cắm đét luôn. Cẩn thận, từ. Rồi. Lấy đà. À, cũng cắm này. Sắp cắm đấy. Tập một tí nữa là cắm. Cái này cũng ném hơi khó đấy. Ừ. Ít thịt một tí đấy. Không dễ đâu. Cắm. Cũng cắm rồi. Đấy. Một tí nữa là cắm. À, và chúng ta cũng đến với nội dung là đẩy tạ và ném đĩa. Đấy. Đây. Đón luôn này. Đấy. Rồi. Quả tạ nặng bắn bi. Ôi dồi vợ. Ném đi. Ai da. Tuyệt vời đấy. Xa hơn tưởng. Cái đĩa này nặng, có loại đĩa nặng đen nặng hơn đúng không? Có tùy theo kích thước, loại 2 cân, 3 cân, 4 cân. Đấy. Tròn tròn, nào, thi đấu thật nào. Nhớ được có 30. Ném xa phết, đấy. Tốt nhỉ? Chưa đúng nhưng mà không ra khỏi vòng là cũng được rồi. Không cần đúng kỹ thuật nhưng mà vẫn xa rồi. Bởi vì nó không hiểu. Úi dồi ôi, tốt.
đấy là đĩa nữ. Đúng rồi, đĩa nam đây. Ai to hơn? Anh Tào à? Ai to hơn? Ờ, chơi đĩa nam xem nào. Ai to hơn, ai cao hơn? Đĩa đi lạc nha, chú ơi. Anh Long à, đĩa đi lạc nha. Đi, xây băng đi, nhanh. Ui dồi, tốt đấy, đừng cho ra thật ủi, đó là tốt. Anh ở đoàn nào đấy? Em trưởng Bắc Quang. À Bắc Quang, Bắc Quang làm đĩa rất là xa nha các bạn. Tuyệt vời đấy. Cái này nặng hơn, anh còn ném xa hơn. Cái này thật tay hơn. Cái kia là 1 cân, cái kia thì yếu cho ngồi trên này. À. Ngồi trên này. Ở nhà anh có hay tập cái đĩa làm đĩa này không? Đây lần đầu tiên lúc mới chưa biết không có để mà tập ấy. Nhưng mà ném rất xa này. Rất tuyệt vời đấy. Lần đầu tiên ném rất là xa. Anh ở thị trấn hay là anh ở... Em ở trong chú xã. Chú xã, à. Chú xã Bắc Quang. Ném rất là tốt, xa. Ném trên cái đĩa bé nhưng mà đĩa nam thôi. Đĩa nam cái đĩa đen đúng không ạ? Đĩa nhỉ hơn đây này. Các bạn tập cái đĩa nam thôi. Đĩa cũng tầm rưỡi 2 cân. Đây là đĩa nam đây này. Vâng, đây là gọi là đĩa tập thôi chứ không phải chuẩn lắm. À, vẫn chưa phải chuẩn. Chuẩn của nó là nặng hơn nữa cơ ạ. Máy em chuẩn hơn ạ. Máy em chưa có điều kiện mua đĩa chuẩn nên là bắt buộc phải dùng cái này. Lên. Cũng xa đấy. Nhắm vạch nhưng mà lại nhắm vạch nhớ là nhìn xuống vạch. À, vận động viên quốc gia. Không phải quốc gia đâu. Hai bạn trẻ. Nhau. Hai bạn. Xa đấy. Vâng. Thế là em ở đoàn nào? Dạ. Em đoàn nào? Ở đoàn quản bạn. À quản bạn. Quản bạn xã nào đấy? Thị trấn đấy. À đây. Đây YouTube nhá. Này nhắm bạch cho em ạ. Đấy xa đấy. Xem rồi YouTube đấy. Xem rồi. Có thích không? Có thích không? Này là YouTube đấy. Xem rồi, xem rồi. Tốt đấy, tốt đấy đấy. Ủa, ném tốt đấy anh ạ. Đâu đâu chị gì nhỉ? Chị quên mất, chị là đi thi đấu chị, rồi. Vui năm ngoái. À chị vui. Có giải không? Cái giải đi. Không rồi. Thế xem tốt chưa? Có xem. Hay không? Hay. Hay á? Hay. Nhưng hôm qua sao em không thấy chị nhỉ? Không, đây về hôm nay mới sang đây là đi tỉnh nữa, bên đoàn kia là đi thi quốc gia mà. À thế à? Vâng, đi toàn quốc mà. À thế à? Thế hôm nay là chị ra chơi thôi gì? Vâng, đi mai để thi tỉnh ấy. À vâng. Rồi, các bạn. Rồi, chị vui, chị vui. Vâng. Ui ơi. Xin chào quý vị. Qua đâu em rồi, về đây. Vâng. Đoàn vận động viên đã đến rất là đông rồi để chuẩn bị cho ngày mai. Năm nay mày phải lấy cái vàng. Đi là đi. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Ủa, anh ngày mai cũng vẫn thi đấu à? Em không ạ. À, bởi vì là ấy mà. Được. Của em thì đi thi của rất cao, nhưng tôi cũng có niềm khát khao mãnh liệt cao hơn, xa hơn, đưa tôi lên tới đỉnh vinh quang. Mong ước này đâu riêng thành tích cao, chứ còn cái gì nữa. Đúng, có bài thơ rất là hay. Em chọc cao. À xong cái gì nữa? Tài ba rồi đấy. Bây giờ ý là mình thêm cái gì để nó kết của cái bài thơ này? Nó có một cái nhiều quá nha, không ai mà phạt. Đúng rồi, nó rất là vui và mọi người có nghĩa là thực ra là nhiều khi chiến thắng nó chỉ là một cái phần đấy, nhưng mà ý là nhiều khi cái chỉ là bản thân mình đấy. Đúng rồi, đấy chị đang ý là nói thế để kết vào cái phần này xong muốn nói một câu gì đấy để mọi chị em nghị lực lên, ý là thế không? Em nghĩ đi. Như vậy là các vận động viên đã đến rất là đầy đủ rồi. Thì chờ ngày mai là thi đấu thôi.
rất nhiều. Em chào các anh. Kiếm cơm này chết. Chào các anh nhá. Cố gắng nhá. Anh ném tốt đấy. Anh ném tốt đấy. Em nghĩ là anh ném lao. Không. Anh chạy. Không, thêm nội dung nữa. Không chạy à? Vâng. Ném lao. Ném lao tốt đấy. Anh em thấy anh ném phát huy được. Bởi vì là nó cũng bắt buộc một môn. Đúng rồi. Anh ném tốt mà, em thấy anh ném tốt. Mới ném mà cắm như thế. Kỹ thuật. Cảm ơn em nha. Vâng vâng. Vẫn chưa có đoạn kết à cô? Chưa có đoạn kết rồi, như đoạn kết. À, trái tim anh có bao điều muốn nói giữa đại hội. Phải để lại đây. Cái này phải là người trong của cơ con mình. Sao mà uống rượu anh chỉ bộc lên được vài điều thôi, cô giáo chị. Nhiều giống kiểu hôm qua chỉ lên đến đỉnh. Cô tức là cô đọc cái bài bài thơ trước khai mạc ngày mai luôn đấy ạ. Đang định hướng là như vậy để dành cho những cái vận động viên mà đã có thành tích cao của cái giải này, đang chuẩn bị để đi thi đấu cái giải toàn quốc và xa hơn nữa là giải Paragame tại Campuchia. Vâng. Còn hôm nay là đại hội thể thao, được coi là đại hội thể thao của toàn tỉnh. Vâng. Lần thứ hai. Uầy, lúc nãy nhìn cái ảnh như thế này, bây giờ vẫn như thế này, không thấy thay đổi gì đâu. Thay đổi rồi. Cái ảnh lúc nãy chụp ấy. Thay đổi rồi. Ở gần không ấy thì ngu gì ấy. Lại ông này thơ này xấu. Nhìn thấy ảnh rồi, nhìn thấy ảnh nó đăng. Em Phú đông về đây thêm có câu rồi. Anh về em bảo. Trái tim anh biết nói làm sao. Anh trái tim tôi à. Anh nhá, em đọc cho anh một câu bài thơ như này. Ôi trời ơi. Vâng. Thức à? Trái tim thừa. Đây rồi, có một người quay đây rồi. Anh cô đọc cho anh Phú nghe rồi anh Phú sẽ kết. Được rồi nhá. Bài thơ này. Tôi đến đây với thể thao không phải vì thắng thua. Ôi trời, đọc 3-4 lần cuộc rồi. Có gì mà thua thiệt. Tôi thiếu chân chứ tôi không thiếu bạn. Thêm gặp các em rồi mọi mặc cảm tôi đã quên. Dân thể thao không phân biệt thấp cao, nhưng tôi cũng có niềm khát khao mãnh liệt. Cao hơn, xa hơn, đưa tôi lên đến tới đỉnh vinh quang. Mong ước này đâu riêng thành tích cao. Thì bây giờ anh kết, tìm mấy câu kết cho em. Bây giờ lên đỉnh cao. Lúc ấy là lên đỉnh thôi. Lên đỉnh cao. Bây giờ đỉnh cao vinh quang rồi. Đỉnh vinh quang rồi. À, biết đấy, nhầm. Bây giờ nghĩ đi. Đầu óc của các anh chưa, rồi, chưa, chưa, em chưa, mấy chưa, câu. Nghĩ mấy câu đi. Hết rồi. Hết rồi, bây giờ ý nào? Trái tim ý là thưởng thức. Ý là bây giờ bao điều. Cái gì? Ý là bây giờ như thế, em đang muốn là có khoảng tầm 4-5 câu là câu kết nữa. Ý là muốn nói nha, hôm nay đó gần như là một ngày hội người ta thể thao của những người khuyết tật. Cảm nhận được cái sức mạnh của những cái người khuyết tật, người ta vươn lên như thế nào. Đấy kiểu thế, họ giành được huy chương trương này, vinh quang này. Thì bây giờ ý câu kết như thế nào? Câu kết không biết. 10 cái huân huy chương và 10 năm thi toàn đạt hàng đống. Cái câu kết gì không biết. Thế rồi. Này, ông thầy nghĩ đi nhá. Đừng có lẻn đi đấy. Ý là nó chắc dừng. Dựng đài huân huy chương là gì? Đầu em mới tham gia năm ngoái lần đầu tiên. 50 năm đi ăn mà. Hả? Đi ăn? Ok. Đi luôn hay là như nào? Đi. Đó là bùng kèo. Làm gì có đoạn bùng kèo, mày nhìn chị mày không thấy uy tín à? Chị quá uy tín thì. Mà đồng viên đang gạ kèo, đang kiếm kèo. À nè. Kiếm ăn lương thiện đấy. Đấy thầy giáo tí nữa hay làm mấy cốc bia xong nghĩ ra bốn năm câu. Thầy về bài thơ của cô rất là hay. Nhưng mà vẫn đang thiếu câu kết. Vẫn đang thiếu kết, bây giờ có khán giả nào kết hộ em mấy câu. Niềm vui người khuyết tật không bao giờ có kết. Cũng hay. Chúng ta mua đấy. Ờ tập đi.
Đấy, tập đi, tập đi, nhanh lên. À, cái gì nhỉ? Mình ở ở ở trong đấy, mình là cái câu lạc bộ cái niềm vui khuyết tật đấy. Câu vẫn đang nghĩ câu kết cho một bài thơ rất là hay. Bây giờ khán giả nào giỏi thơ kết cho em mấy bà mấy dòng bên dưới nhá. Nhưng mà bây giờ được gọi chị Vân, chị Vân sáng tác giỏi đấy nhỉ. Ờ, chị Vân sáng tác giỏi lắm. Bà kia nhìn nhìn cái ký gái bà lại ra văn thơ tuần tuột luôn. Bà kia hay mà. Bà kia nghĩ bà đọc bài thơ nọ hay lắm. Bà nghe xong đúng là chảy chảy nước mắt mà. Ờ, bà đấy hay. Cầu cứu bà đấy nhỉ. Nhớ đọc vậy luôn. Kết cho mấy câu. Đấy, đang gọi điện cho chuyên gia. Chuyên gia thơ. Dạ. Văn thơ. Ok ok. Ok. Luôn. Gọi điện cho người thân. Này, nghe đẹp ơi. Bọn em đang ở đây này. Em bảo này, bọn em đang có một bài thơ. Bọn em sáng tác được một đoạn rồi. Nhưng mà bây giờ bọn em muốn có một cái kết. Giống như kiểu là dạng như kiểu là cái ngày hội này gần như là một ngày hội thể thao của những người khuyết tật ấy. Xong là dạng như kiểu muốn nói lên là rất là nhiều người người ta đã đạt được những cái thành tích cao ấy, lên đỉnh vinh quang đấy. Thì bây giờ chị thử đọc một cái bài thơ này, chị kết chị em mấy câu ở đằng sau nữa. Đây bây giờ em gửi cho chị nhá. Gửi xong đọc nhá. Đọc tìm cho mấy cái câu kết nó đẹp đẹp đấy. Giỏi lắm. Cô đấy là đang ở đâu ạ? Ở Bắc Mê. À thế ạ. Thế là đợt này lại không ra? À, có nghĩa là không thi. À thế ạ. Mà chắc là mai ra để xem. Vâng. Thế chị Vân thi nội dung gì chị? Vân không thi. À thế ạ. Chị Đào. À chị Đào. Chị Đào làm